nói em chuyện đi em. Tôi sáng giờ là đăng khai nói luôn à, rồi với phiên nay à, cũng nhờ bạn Thu đăng cái vụ gì một cái đẹp đẹp bàn giao nhà họ Mạc à, đây là món quà của nội các thầy cô và các học sinh bạn học gửi cho Thu món quà Tết là kêu lì xì đó à, năm nay mấy hơn năm nay là Thu còn năm tới thì chạy lên